Rama Ramana, hai cảnh nghiệp tướng. Ramani Mitta Ramana, cảnh thú tướng. Giá tí ní Mitta Ramana, nghiệp sanh lúc cận tử, một cực trọng nghiệp. Rá rú cá cam má, hai cận tử nghiệp. A sanh ná cam má, ba nghiệp tướng. Cam má ní mít tá, bốn thú tướng. Rá tí ní mít tá, năm tội đại nghịch còn gọi là nghiệp vô gián. Ban cha nan tá lý giá, cá ní má. Một giết cha bí tú ga tá, hai giết mẹ má tú ga tá, ba giết a la hán. Á ra hát tá ga tá, bốn chia rẽ tăng chúng, sân gá bê đá ná. Năm làm thân Phật chảy máu, lô hí tú lô hí túp ba đá. Dạ, con đã đọc xong rồi, con xin xuống mít nhường cho vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Ba cảnh cận tử Asanaramana, một cảnh nghiệp Kammaramana, hai cảnh nghiệp tướng Kammanimittaramana, ba cảnh thú tướng Gatinimittaramana, nghiệp sanh lúc cận tử, một cực trọng nghiệp Garukakamma, hai cận tử nghiệp Asanakamma, ba nghiệp tướng Kammanimitta, bốn thú tướng Gatinimitta, ngũ nghịch đại tội còn gọi là nghiệp vô gián. Bành trà nàn tariya kamma, một giết cha Bitukhata, hai giết mẹ Matukhata, ba giết A-la-hán Arahatakhata, bốn chia rẽ tăng chúng Sằng kha phề đa nạ, năm làm thân Phật chảy máu Lô hi tốc bà đa. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, thân mời vị kế tiếp. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc bài ạ. Ba cảnh cận tử Asanna Ramana, một cảnh nghiệp Khamma Ramana, hai cảnh nghiệp tướng Khamma Ní Mí Ta Ramana, cảnh ba cảnh thú tướng Gà Tí Ní Mì Ta Ramana, nghiệp sanh lúc cận tử, một cực trọng nghiệp Gá Rú Khá Khâm Ma, hai cận tử nghiệp A Sanh Nha Khâm Ma, nghiệp tướng Khâm Ma Ní Mít Tá, bốn thú tướng Gá Tí Ní Mít Tá, ngũ nghịch đại tội còn gọi là nghiệp vô gián. Banh Cha Năng Tá Rí Giá Khâm Má, giết cha Bích Tú Gà Tá, giết mẹ Má Tút Gà Tá, giết A La Hán Á Ra Hát Tá Gà Tá, chia rẽ tăng chúng Sằng Gá Hề Đá Ná, năm
làm thân Phật chảy máu. Lô hí túc bà đá. Dạ con đã đọc xong, dạ con xin xuống mic và dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thế, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Ba cảnh cận tử Á San Na Ra Ram Má Na. Một cảnh nghiệp Cam Ma Ra Ram Má Na. Hai cảnh nghiệp tướng Căm Má Ní Mít Ta Răm Má Na. Ba cảnh thú tướng Gá Tí Ní Mít Ta Răm Má Na. Nghiệp sanh lúc cận tử, một cực trọng nghiệp Gá Cú Gá Rú Cá Căm Ma. Hai cận tử nghiệp A San Na Căm Ma. Ba nghiệp tướng Căm Căm Ma Ní Mít Ní Mít Ta. Bốn thú tướng Gá Tí Ní Mít Ta. Ngũ nghịch đại tội còn gọi là nghiệp vô gián. Banh cha nan tá rí ra căm ma. Một là giết cha bí tú gá ta tá. Hai giết mẹ ma má tú gá tá. Ba giết a la hán á ra há á ra hát tá gá ta tá. Bốn, con xin đọc lại chỗ là ba giết a la hán a ra hát tá gá tá. Bốn chia rẽ tăng chúng sang ha phê đá ná. Năm làm thân Phật chảy máu là lô hí túc ba đá. Dạ con xin hết, con xin xuống mic ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Hồi nãy dạ thưa đạo tràng, hồi nãy giờ Nguyên Như chưa có nghe anh thính pháp với chị Nguyên Trang đọc. Hai vị có muốn đọc tiếp không? Thì Nguyên Như nhường mic cho trước khi mà mình trở vô bài học. Hôm nay không có thấy nghe Nguyên Trang đọc được không Nguyên Trang? Sa thú. Cho bàn tay nghe sa thú Nguyên Trang xong rồi mình học ha. Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và con kính chào được toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Ba cảnh cận tử. Asanna Ramana, một cảnh nghiệp. Kamma Ramana, hai cảnh nghiệp tướng. Kammanititta Ramana, ba cảnh thú tướng. Gatinimitta Brahmana, nghiệp sanh lúc cận tử, một cực trọng nghiệp. Garuka Kamma, hai cận tử nghiệp. Asanna Kamma, ba nghiệp tướng. Kammanimitta, bốn thú tướng. Gati Nimitta, ngũ nghịch đại tội, còn gọi là nghiệp vô gián. Bancha Nanchariya Kamma, một giết cha. Pitukhata, hai giết mẹ. Matukhata, ba giết A-la-hán. Arahatakhata, bốn chia rẽ tăng chúng. Sankha phê tana, năm làm thân Phật chảy máu. Lohituppada, dạ con đã đọc xong ạ. À. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, chư tôn đức tăng với bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và tại vì con xài cái phone, cái màn ảnh nó hơi nhỏ đó, cho nên con đập hơi bị bấp. Nếu có gì thì xin đạo tràng và mọi người thứ lỗi giùm ạ. Và con xin đọc bài. Ba cảnh cận tử. Asanna Ramana, một cảnh nghiệp. Kammaramana, hai cảnh nghiệp tướng. Kammanimitta Ramana, ba cảnh thú tướng. Gatinimitta Ramana, nghiệp sanh lúc cận tử, một cực trọng nghiệp. Karukakamma, hai cảnh thử nghiệp. Asanakamma, ba nghiệp tướng. Kammanimitta, bốn nghiệp thú tướng. Gatinimitta, ngũ nghiệp đại tội, còn gọi là ngũ nghiệp đại tội, còn gọi là nghiệp vô gián. Pancha Nanchariya Kamma, một giết cha. Pitukhata, hai giết mẹ. Matukhata, ba giết A-la-hán. Arahatakhata, số bốn đệ tăng chúng. Sang khá phê đá nát, nằm làm thân Phật chè mẫu. Lộ hít tức bà đá, danh gần xin xuống mít nhường lại mít cho vậy kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh chung như rõ không ạ? Dạ sa thú anh Kevin, sa thú anh Kính Pháp.
Dạ, sa thí sa thú. Dạ, hôm nay đạo tràng đọc bài rất là hay. Cái bài hôm nay thì nó cũng hơi khó nuốt nè quý vị. Quý vị để ý trong cái trang phần 223, mình sẽ đi từ từ chậm chậm thôi. Nguyên Như sẽ không có đi lẹ đâu. Cái chỗ này thì nó hơi khó. Thành ra mình cứ đi từ từ ha quý vị. Cái chỗ nào không hiểu thì mình cứ nghe tới nghe lui. Từ cái này học có là quên, học có là quên là nó. Cái bài này đó là thầy kinh dạy đó, là nó không có giống như cái bài nghiệp ở cách đây mấy tháng mà thầy dạy nha quý vị. Cái bài này là hồi xưa hai năm mấy trước rồi. Thầy chỉ giảng một cái sơ qua một cái phần sau khi mà mình học cái tâm, bắt đầu là mình học cái tâm dục giới, xong rồi cái mình mới học cái đó là tâm đại thiện, rồi cái tâm quả đại thiện, mình chưa học qua tâm duy tác. Thì thầy cho mình cái phần này nó vô một chút cho mình biết, chứ đây không có phải là một cái chuyên đề về những cái loại nghiệp, mà 16 loại nghiệp hôm bữa mình học ở bên lớp của sư Chí Đức nha quý vị, không có phải cái đó. Thì Nguyên Như có chép lại bài đây, mình ôm lại bài đây, nó cũng rất là hay đây. Thì Nguyên Như xin ôm qua một cái phần kỳ rồi mà mình nói về cái nguyên nhân của sự tử đó. Thì có bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất á, là tuổi thọ diệt. Thì giống như là cái người mình khoảng chừng 80-90 thì mình chết, đó là hết tuổi thọ. Về cái thứ hai đó thì nghiệp nó diệt. Có nghĩa là khi mà một người sống lên ở trên đời tới hết phước rồi, thì cái nghiệp nó không còn, giống như người đó sẽ đầu thai trong cái cảnh giới đó trong vòng 20, 30 hay 40 tuổi tùy theo. Thì khi mà cái nghiệp về, cái nghiệp mà thọ mạng là để làm cái con người đó, họ hết rồi thì họ sẽ không còn nữa. Có thể là họ sẽ, cái phước họ đủ để sinh thiên, họ không có ở cõi người nữa, thành ra cái đó là nghiệp diệt, thành ra họ cũng chết. Thứ hai, thứ ba là cả hai đều diệt hết, tức là vừa hết tuổi thọ mà nghiệp nó cũng hết luôn, thì cái người này cũng ra đi. Và cái cuối cùng là cái mà người rất còn trẻ, trông giống như là 18, 19, 23 tuổi mà bị gọi là, có khi gọi là bất đắc thì tử, có chỗ gọi là quạnh tử, còn thầy kinh thì dùng cái chữ là sát nghiệp, có nghĩa là khi mà cái tuổi thọ vẫn còn, phước người này vẫn còn rất là sung mãn, thì tự nhiên có một cái nghịch nghiệp hoặc là cái ác nghiệp nó xen vô bất thình lình, làm cho người này gọi là chết bất đắc kỳ tử. Thí dụ như cái cây đèn, Quy Như xin lặp lại là cái cây đèn thì nó có cái tim đèn và nó có dầu. Khi mà mình hết tuổi thọ thì có nghĩa là cái tim đèn nó không còn nữa, nó hết rồi. Khi mà, dạ cả nhà còn nghe được Nguyên Như không ạ? Hello, dạ sa thú sa thú. Để Nguyên Như coi lại coi cái sao cái sóng hơi yếu. Thôi để Nguyên Như xài bằng cái, có nghe rõ không ạ? Dạ, sa thú sa thú. Thí dụ lại là khi mà cây đèn á, cây đèn nó có tim và nó có dầu. Khi mà mình hết tuổi thọ đó, ví dụ như là cái đèn nó không còn tim nữa, cái tim nó đốt cháy hết rồi. Và khi mà nghiệp nó diệt á, thì dầu ở trong cây đèn không còn nữa. Rồi khi mà cả hai cùng diệt, có nghĩa là tuổi thọ nó hết, mà cái nghiệp nó cũng không còn. Thì cái tim đèn thì nó rụng, rồi cái dầu nó cũng cạn, tức là cây đèn nó không còn gì hết, thành ra nó không cháy được. Và cái sát nghiệp á, thì là còn gọi là bất đắc kỳ tử, hay là còn gọi là quạnh tử đó, thì cái tim đèn nó cũng còn, dầu nó cũng còn, nhưng mà sao, gió thổi nó tắt mất rồi, thành ra nó không còn cháy được nữa, bởi vào một cái nguyên nhân bất thình lình, hoặc là một cái ác nghiệp nào, nó nhảy vô, quý vị thấy không, thành ra cái đèn nó không còn, cái đèn nó còn nguyên si à, nhưng mà có một cái lý do nào nữa, nó không có cháy được nữa, thì cái đó là sát nghiệp. Và tất cả cái sự tử của thế gian, sẽ không tránh khỏi bốn cái nguyên nhân này. Rồi cái đó là cái bài cũ. Hôm nay á, là mình sẽ bắt đầu vào trang 223. Thì Nguyên Như cứ đi chậm chậm, tới đâu hay cái đó, không có cần gấp hay quý vị.
cái chỗ này nó cũng rất là hay mà cũng rất là khó đây. Quý vị cứ theo nha. Nếu mà Nguyên Như có cái chỗ nào không rõ đó thì mình có thể bàn lại với nhau rồi mình đi hỏi thầy. Cái này là Nguyên Như theo hai cái lớp mà Nguyên học theo. Thứ nhất là Nguyên Như Kỳ Viên, và cái lớp thứ hai đó là của room của Ngài Trí Đức. Rồi cái Nguyên Như cộng thêm cái những cái bản của Châu, Châu Nguyễn, và những cái sách để mình làm với nhau mà cũng chưa chắc là nó sẽ toàn vẹn nha quý vị. Mình cứ theo dõi, nếu mà không hiểu thì mình sẽ xách bài lên hỏi. Quý vị có thể ghi ra cái sườn bài, nó cũng hơi dài đó, quý vị có thể ghi ra cái sườn bài thì mình dễ hiểu hơn. Thì cái đầu tiên á, mình đi qua là gọi là ba cảnh cận tử, Asana Ramana. Ba cảnh cận tử này, Nguyên Như lấy ba cái phần này á, là trong cái kho tàng pháp học của Ngài, của Sư Ba Giác Giới đây. Mình bỏ vô tự vì Ngài có cái định nghĩa nó rất là rõ ràng ở đây cho mình coi nè. Ba cảnh cận tử là đối tượng tiềm thức khởi lên lúc mà mình gần chết nè. Cái thứ nhất gọi là cảnh nghiệp. Cái thứ hai gọi là cảnh nghiệp tướng. Cái thứ ba gọi là thú tướng. Cả nhà thấy ở đây chữ nào nó cũng có chữ cảnh ở trong hết ha. Thì cảnh nghiệp là sao? Pali chính là Kamma Rammana. Rammana là cảnh đó quý vị. Còn Kamma tiếng Pali là nghiệp. Thành ra ráp lại Kamma Rammana là cảnh nghiệp. Tức là khi mà mình gần chết, mình gần lâm chung á, nó trạng lại những cái cảnh hay là những hành động mà bình thường mình quen làm. Thí dụ như mình là giáo sư, mình dạy học cho học trò. Mỗi ngày ở trên lớp, mình hay cầm viên phấn nè, rồi mình cầm cái đồ trừ bảng nè, rồi mình ngồi ở phía trên cái đầu lớp đó, rồi mình nhìn những học trò ở phía dưới, quý vị thấy không? Thành ra khi mà mình gần lâm chung á, tự nhiên cái cảnh, ồ mình có học trò, tự nhiên có cái cảnh là mình ngồi mình đang chấm bài, có những cái vị mà người ta sắp chết á, mà người ta làm ở trong cái phòng lát đó quý vị, thì ta thấy giống như ống nghiệm, rồi có những người bận đồ trắng, rồi thấy người ta viết những cái số ghi xuống trong những cái trong cái phòng, hay ghi những cái con số người ta ghi xuống cái tờ giấy đó, ta nhớ những cái cảnh đó, nó trạng lại những cái hành động, những cái công việc mà người ta làm mỗi ngày đó, thì người thì cái đó gọi là cảnh nghiệp. Cái lúc lâm chung nó hiện ra trong cái cuộc đời mình á, mình sống sao. Rồi thí dụ như mình là ca sĩ, rồi mình là những người mà ca sĩ cải lương, thì mình cũng thấy ồ mình đứng trên sân khấu mình hát, rồi mình có nhiều cái vị ở dưới mình ngồi nghe, rồi có ông bầu xô này kia vậy đó quý vị. Thì những cái gì mà họ quen thuộc mỗi ngày á, khi chết thì nó hiện ra trong cái trong gọi là cảnh nghiệp, Kamma Rammana ha. Rồi Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ hai gọi là cảnh nghiệp tướng. Kammanimitta Rammana. Kammanimitta Rammana có nghĩa là sao? Là khi gần lâm chung thì có thể hiện lên những cảnh tượng, những cái đồ vật mà liên quan tới những hành vi mình đã làm. Thí dụ như một cái người thợ săn mà người đó đi săn cả cuộc đời như vậy, thì khi chết thấy cái gì quý vị? Thấy cái cung nè, thấy cái nỏ nè, thấy những cây súng mà mình bắn thú, nó sẽ hiện ra. Rồi nếu mà mình là Phật tử, mình đi chùa, rồi mình tự nhiên mình thấy nhang đèn, mình thấy những cái chuông, cái mỏ. Nếu mà mình đi ra những cái ngôi chùa mà có mỏ, có chuông, rồi mình có thể thấy những cái bồ đề, mình có thể thấy Đức Phật, thấy những cái hình ở trên cái bàn thờ mà mỗi ngày mình thấy cuốn kinh, thí dụ vậy đó. Thành ra cái đó là cái cảnh nghiệp tướng mà nó liên quan tới cái hành vi của mình làm. Và xin đi qua cái phần thứ ba, đây là cảnh thú tướng. Gatinimitta Rammana. Gatinimitta Rammana là khi mà gần lâm chung mình có thể bị ám ảnh bởi những cảnh tượng mà liên quan tới cái cõi mà mình sẽ tái sanh về. Như là những cái người mà cả đời làm ác nè, đánh đập nè, rồi mình có thể là giết thú, mình sống bằng cái nghề mà gọi là giết cái thú vật là bằng cách sinh sống đó quý vị, làm đồ tể nè,
mình giết con này con kia nhiều quá, hoặc là mình làm nghề mà tra nhân, mình hành hạ kẻ khác, thì khi mà cái người có nhiều cái ác nghiệp như vậy đó, thì khi gần chết họ sẽ thấy sao? Họ sẽ thấy nhiều cái lửa mà thấy sức nóng, thấy khủng khiếp lắm. Thì có nghĩa là cái thú tướng về cái những chuyện mà tội lỗi của họ nó sẽ hiện ra. Thì họ sẽ bước vào cái cảnh giới đó, và cái đó gọi là cái thú tướng, đó là cái cảnh giới mà giống như là họ thấy trước cái cảnh mà họ sẽ đi về đó quý vị. Dạ, Nguyên Như thấy im ru và cả nhà còn nghe được Nguyên Như nói không ạ? Sa thú xin cho Nguyên Như tín hiệu nha cả nhà. Sa thú chị Nguyên Trang, sa thú anh Mỹ. Rồi có những cái người mà làm phước, người làm phước nhiều thì ở trong đời sống của họ, họ làm những cái việc thiện nè, họ xuất bát cho chư tăng, họ cúng dường tam bảo, họ tụng kinh, họ ngồi thiền, họ làm những việc rất là tốt, giúp đỡ cha mẹ ông bà, mình giúp đỡ những cái hàng xóm, mình làm đường làm cầu. Thì khi mà người này mất, sắp mất đó, người này sẽ thấy nhiều cái đền đài thiên cung, có những vị là thấy những cái chư thiên họ đem xe xuống rước nữa, đem xe ở trên trời xuống rước mình nữa. Thành ra khi cái cảnh này nó gọi là cảnh thú tướng, là mình có thể gọi là có những cái cảnh tượng mà liên quan đến cái chỗ mà mình sắp đi về, thì mình sẽ thấy khi mà mình sắp mất. Cái chỗ này nè, hồi sáng Nguyên Tràng với Nguyên Như có nói chuyện với nhau, thì người ta hỏi là làm sao mà mình biết là lúc nào mà mình sắp mất. Thì Nguyên Như nói là khi mà mình coi cái chỗ này á, là lúc gần chết đó quý vị. Mà lúc nào là lúc gần chết thì quý vị nhớ không? Mình đâu có biết lúc nào mình gần chết đâu. Nhiều khi mình nằm trên giường mà mình yếu lắm rồi, nhưng mà có người á, thì một ngày chết, có người hai tiếng sau chết, có người một tuần sau chết, có người nhiều khi thôi thớp như vậy á, mà họ rất là lâu. Thành ra những cái cảnh thú tướng này nè quý vị, khi mà mình nói là gần chết á, gọi là ok. Khi mà mình nói mình thấy cái cảnh này rồi hai tiếng sau mình chết hay là ba tiếng sau mình chết, cái đó không có ai biết được nha quý vị. Thành ra lúc nào gọi là thú tướng mình cũng không biết đâu. Khi nào mình ngồi mình mơ màng đó, cũng có thể là mình nằm mơ nữa, chứ đâu phải là cái lúc đó. Thành ra cái những cái định nghĩa này nè, là cái định nghĩa lúc mà cận tử, mà tử cái lúc nào thì thực sự mình không có biết. Cả nhà thấy cái chỗ này nó hơi có một cái tí xíu, nó hơi question mark, tôi có nghĩa là nó có cái dấu hỏi chỗ này, phải không quý vị? Chứ không phải là mình coi cái này rồi cái mình quyết định người ta là, ồ cái này là nghiệp tướng của người đó, cái này là cảnh nghiệp của người đó, cái này là cảnh thú tướng của người đó, chưa chắc đâu. Tự vì mình không biết người nào cái người đó chết hết. Có thể là cái người đó thấy cái cảnh đó xong rồi liền lúc đó cái người đó tắt thở, thì lúc đó quả may là quý vị có thể nói là cái người đó, ồ như vậy là cái người đó thấy xong rồi cái người đó, cái hơi thở cuối cùng rút ra rồi người đó đi. Thì lúc đó quý vị mới nói cái đó là cái cảnh thú tướng được nha quý vị. Thành ra cái chỗ này Nguyên Như kiếm không có thấy cái chỗ nào định nghĩa đó là cái cảnh thú tướng này phải thấy ra mấy second, mấy phút hay là mấy ngày. Người ta chỉ nói cái định nghĩa đó ra mà thôi. Nếu mà cái vị nào có nhớ thì có thể là sắp tập đi hỏi thầy hay là đi hỏi Ngài Liễu Tông cũng có lý lắm á. Tự Nguyên Như cũng thấy không có cái chỗ nào mà nói tới cái thời gian khi nào thấy cái này xong rồi mấy phút sau thì mới định nghĩa là thú tướng hay là sao. Thì Nguyên Như không có thấy trong sách nói về cái vấn đề này. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái nghiệp sanh lúc cận tử. Nghiệp sanh lúc cận tử này thì thầy Kinh có để vô là có tất cả bốn loại. Cái Nguyên Như xin lặp lại là cái này nó không có giống như cái phần mà 14 cái loại nghiệp mà mình mới vừa học với thầy Kinh nha quý vị. Thành ra nó là một cái phần khác mà hồi xưa cách đây mấy năm thầy ôm, thầy bỏ vô trong cái phần là tâm dục giới để cho mình hiểu sơ qua. Thì cái nghiệp sanh lúc cận tử này có tất cả là 4 loại. Loại thứ nhất. Dạ, câu trả lời của chị Hà rất là hay nè cả nhà. Theo mình được học thì ba cảnh nghiệp tướng, thú tướng và
sẽ đến trong vòng 7 ngày trước khi cận tử nghiệp tới. Như vậy là trong 7 ngày thì chị Hà có thể là chị Hà cho Nguyên Như cái say, chị Hà để chỗ nào để Nguyên Như có thể để lên cái cuốn ôn của mình. Sa thú chị Hà, sa thú. Rồi cái Nguyên Như xin đi qua cái phần mà có bốn loại nghiệp ở đây là nghiệp sanh lúc cận tử. Thì thứ nhất mình sẽ có cực trọng nghiệp, thứ hai mình sẽ có cận tử nghiệp, thứ ba có nghiệp tướng và thứ tư là thú tướng. Thì cực trọng nghiệp là gá rú cá cầm má. Thứ hai cận tử nghiệp a sanh ná cầm má. Thứ ba nghiệp tướng cầm má ní mít tá, và thứ tư là thú tướng gá tí ní mít tá. Thì quý vị thấy cái chỗ này á, Nguyên Như thấy khi mà thầy để vô cái bài này á, thì thầy để đó là nghiệp tướng với thú tướng, mà thầy không có để là cảnh nghiệp tướng với cảnh thú tướng nha quý vị. Nguyên Như nốt cái chỗ đó. Rồi mình sẽ đi qua cái phần thứ nhất cũng rất là hay đây, gọi là cực trọng nghiệp. Gá rú cá cầm má thì nó gồm những cái nghiệp thiện hay những nghiệp ác mà có cái khả năng rất là mãnh liệt, nó không thể ngăn chặn bằng bất cứ cái nghiệp nào khác hết. Mà cái những cái người mà tạo ra những cái cực trọng nghiệp hoặc là cực trọng thiện nghiệp hoặc là cực trọng ác nghiệp này á, thì cái quả này đó chư vị, nó mạnh tới nỗi mà sẽ cho ngay cái đời kế tiếp luôn, không cần đợi bao nhiêu hết á. Tức là khi mà mình mất trong cái lúc này nè, cái nghiệp đó sẽ hiện ra và nó sẽ, mình sẽ đi gọi là cái quả dị thục đó, nó sẽ cho vào cái đời kế tiếp, cái đời sống này luôn. Thì nó có hai loại. Thứ nhất á, là mình gọi là trọng thiện nghiệp. Và cái thứ hai á, mình gọi là trọng nghiệp bất thiện. Thành ra Nguyên Như thấy cái chỗ này á, trọng thiện nghiệp thì mình phải đi với trọng bất thiện nghiệp. Nhưng mà ở trong sách á, thì nó ghi như vậy, Nguyên Như thật sự là không có dám đổi. Nhưng mà cả nhà cứ hiểu như vậy, tự vì cái đó là Hán Việt mà. Thành ra Nguyên Như thấy thì cũng giống thôi, nhưng mà Nguyên Như cũng chưa có dám đổi đâu. Nguyên Như phải hỏi ý của Chư Tăng rồi mình mới dám đổi cái chỗ này đó cả nhà. Nguyên Như xin đi theo trong cái bài là thứ nhất là trọng thiện nghiệp, hay còn gọi là thiện nghiệp trọng. Thiện nghiệp trọng yếu thì nó có hai loại. Thứ nhất là sắc giới và thứ hai là vô sắc giới. Thì ở trong cái tài liệu của một số tài liệu thì chỉ có hai loại thôi. Nhưng mà trong cái cuốn của Sư Giác Nguyên thì Ngài có để là thêm một cái nữa là những cái siêu thế, những cái thánh đạo thánh quả, nó cũng vào cái trọng nghiệp thiện luôn. Thành ra quý vị nốt là cái chỗ này nữa ha. Thì ở trong đây thì chỉ nêu ra có hai loại mà thôi. Thứ là sắc giới thiện nghiệp và thứ hai là vô sắc giới thiện nghiệp. Thì cái trọng thiện nghiệp này á, chia theo cái phần sắc giới, thì sắc giới thiện nghiệp chia làm 5 loại. Thì mình gọi là ở trong cái bản của quý vị đó, Nguyên Như chưa có sửa lại cho dễ coi, thì Nguyên Như đọc lại ha, thì cái kỳ sau Nguyên Như sẽ gửi lại cái bản chánh. Thì cái nó gọi là sơ thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới và ngũ thiền sắc giới. Thì khi mà mình tu theo những cái tầng thiền này đó, thì nó ra cho ra 5 cái loại. Mà đi sâu vào thì khi mà mình đạt được cái sơ thiền sắc giới thì mình có 5 di thiền. Thì Nguyên Như đi sơ qua thôi, tự vì cái này thì sau này về cái bài về chi thiền nó sẽ rõ hơn. Thành ra quý vị mà chưa có thuộc cái chỗ cái chi thiền này cũng đừng có lo nha, Nguyên Như chỉ đọc qua cho mình biết một lần thôi. Sơ thiền sắc giới thì có 5 chi thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Khi mà mình qua cái nhị thiền đó thì mình đã diệt được cái chi thiền là tầm rồi, thành ra mình còn lại 4 chi thiền là tứ, hỷ, lạc và định. Khi mình lên tới tam thiền thì tam thiền sắc giới
vì mình diệt được cả hai chi thiền là tầm và tứ, thêm một chi thiền là tứ nữa, thành ra mình còn lại từ năm chi, mình chỉ còn lại là ba chi thiền thôi, là hỷ, lạc và định. Khi mà mình lên tính tứ thiền thì mình sẽ mất gì? Mình mất tầm, mất tứ. Và mình mất thêm một chi thiền nữa là hỷ. Thành ra mình còn lại có hai chi là lạc và định. Rồi khi mà mình đến ngũ thiền sắc giới đó, do nhờ thay đổi chi thiền lạc bằng chi thiền xả, thành ra mình sẽ có là hai chi thiền là xả và định mà thôi nha cả nhà. Thành ra trong cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền sắc giới thì nó có tất cả là năm loại trong cái sắc giới thiện nghiệp. Và về cái vô sắc giới thiện nghiệp thì có bốn loại. Bốn loại đầy đây, mình có tên, mình được học đó là loại thứ nhất là không vô biên xứ, sẽ có hai chi thiền, xả và định. Loại thứ hai, thức vô biên xứ, cũng sẽ có hai chi thiền, xả và định. Loại thứ ba, vô sở hữu xứ, có hai chi thiền, xả và định. Và loại cuối cùng là phi tưởng, phi tưởng xứ, cũng có hai chi thiền, xả và định. Thành ra khi mà mình thấy tất cả chi thiền ở trong cái vô sắc giới, tại sao tất cả là xả và định, thì khi mà mình nói về bốn bậc thiền vô sắc này đó, nó đều có chung với nhau một cái tên là xả và định, có hai chi thiền giống nhau hết, nhưng mà đối tượng của mỗi bậc thiền hoàn toàn khác nhau. Bây giờ mình sẽ không đi sâu là khác nhau chỗ nào, vài bữa nữa mình sẽ học tới cái bài vô sắc giới thì thầy kinh sẽ đi rất là sâu về cái phần này. Bây giờ mình chỉ ôn sơ qua để mình biết là trong cái phần mà cực trọng nghiệp đó, thì cái phần A là trọng thiện nghiệp, mình sẽ có những cái loại trọng thiện nghiệp là năm cái loại thiện nghiệp của sắc giới và bốn cái loại thiện nghiệp của vô sắc giới. Rồi cái phần B là trọng nghiệp bất thiện. Trọng nghiệp bất thiện thì nó có hai phần chính. Thứ nhất, nó gọi là tà kiến cố định. Và thứ hai, mình gọi là năm tội đại nghịch, hay còn gọi là ngũ nghịch đại tội. Thì cái Nguyên Như xin đi vào cái phần thứ nhất đây, nó chính là cái tà kiến cố định. Thì tà kiến cố định này được chia làm tất cả là ba loại. Cái tên Pali của cái chữ tà kiến cố định là Niyata Mitcha Dithi. Niyata Mitcha Dithi. Niyata Mitcha Dithi nó có tất cả là ba loại. Loại thứ nhất là vô quả tà kiến. Natthika Dithi. Natthika Dithi. Loại thứ hai là vô nhân tà kiến. Ahetuka Dithi. Ahetuka Dithi. Và loại thứ ba là vô hành tà kiến. Vô hành tà kiến thì tiếng Pali gọi là Akiriya Dithi. Akiriya Dithi. Đi sâu vào cái chữ vô quả tà kiến thì cái định nghĩa, mình phải biết cái định nghĩa nó là cái gì thì mình dễ hiểu hơn ha quý vị. Cái người mà vô quả đó có nghĩa là cái người, cái vị này thấy có cái tà kiến, thấy sai và chấp lầm. Thấy sai chấp lầm việc gì? Cái vị này sẽ nghĩ là không có cái quả của ác nghiệp và cũng không có cái quả của thiện nghiệp. Có nghĩa là sao? Khi mà mình làm chuyện ác, mình cũng không có gặt hậu quả. Mà mình làm chuyện thiện, mình cũng không có gặt cái hậu quả. Người mà đã có tác ý tạo ác nghiệp xong, tức là cái người này tạo ác nghiệp xong rồi, rồi nó cũng không có quả của ác nghiệp. Rồi khi mà không có quả thì người đó sẽ không có đọa được. Rồi cái người mà có ý mà tạo cái thiện nghiệp xong rồi đó, thì cái người đó cũng không có quả an lạc luôn. Người đó cũng không có sanh vào cõi trời, cõi chư thiên, cõi vô sắc gì hết á. Chết rồi là hết, không có tái sinh cái gì hết. Có nghĩa là sao? Cái người này á, cái người mà vô quả tà kiến này nè cả nhà, họ tin á là có làm cái gì đi nữa cũng không có nhận hậu quả. Muốn làm gì thì làm cái gì cũng như không thôi à. Làm ác thì nó cũng không có xuống địa ngục, mà làm thiện cũng lên trời. Thì cái tà kiến này gọi cũng có một cái tên khác, thì nó gọi là đoạn kiến, có nghĩa là chết hết, chẳng có tái sinh,
chẳng có đi xuống địa ngục, chẳng có lên cõi trời, chết là hết, là đoạn kiến. Đoạn kiến này, cái tiếng Pali mình gọi là Uccedadithi. Uccedadithi tức là chết rồi là hết, hay quý vị? Cái đó là cái phần đầu tiên là vô quả tài kiến. Còn cái người mà như xin sám hối, đi sâu vô nữa đó, cái người mà có vô quả tà kiến này là sao? Là người đã phủ nhận cái quả của ác, phủ nhận cái quả của thiện. Và khi mà mình phủ nhận quả của ác, quả có thiện này rồi, thì cũng có nghĩa là mình phủ nhận luôn cái nhân ác và nhân thiện. Mình không có tin gì hết á. Người nào phủ nhận cái quả thì cũng có nghĩa là người đó phủ nhận cái nhân. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ hai là vô nhân tà kiến. Những cái vị mà có cái vô nhân tà kiến này có nghĩa là tà kiến cũng là thấy sai, cũng là chấp lầm. Mà chấp làm sao? Chấp là chúng sanh mà đang chịu mọi cảnh khổ, hoặc là chúng sanh đang hưởng những cái sự an lạc đó, là tự nhiên họ có thôi, chứ không có phải là tự gì họ nheo dân ác rồi họ bị chuyện ác. Rồi không có phải là tự gì họ làm, họ gieo giống lành lắm, thành ra bây giờ họ mới được giàu sang, họ mới được sắc đẹp, họ mới được khỏe mạnh, họ mới được an vui. Mấy cái những cái người mà vô nhân tà kiến, họ không có tin như vậy. Họ nghĩ là cái đó là tự nhiên, giống như tự nhiên sanh ra cái họ bị khổ não, bị một chân, bị mù một mắt, rồi bị khổ không có gì ăn hết. Rồi có những người tự nhiên sanh ra cái ở sống được thành con ông cháu cha, được là hoàng tử, được là công chúa, tự nhiên như vậy thôi, chứ không có lý do gì hết á. Thành ra quý vị thấy những cái này sao? Cái người mà vô nhân tà kiến này đó, cái người này họ phủ nhận cái nhân, thành ra gọi là vô nhân đó. Họ phủ nhận cái nhân, họ không có tin có nhân là ác, mà cũng không có tin có nhân là thiện nữa. Mà cái người mà phủ nhận cái nhân như vậy đó, cũng có nghĩa là họ phủ nhận cái quả luôn. Họ phủ nhận cái quả của ác và họ phủ nhận cái quả của thiện luôn. Rồi khi đi qua một cái kế tiếp là cái thứ ba là vô hành tà kiến. Những cái người mà vô hành tà kiến có nghĩa là người này có tà kiến, thấy sai, chấp lầm, mà họ tin tưởng là mọi cái hành động của họ đó, hành động ác do thân, khẩu, ý, mà ác đó nó cũng không có tạo lên cái nghiệp ác. Mà những cái hành động thiện do thân khẩu ý nó cũng không có tạo lên cái thiện nghiệp. Thì quý vị thấy không? Cái người này mà làm cái chuyện ác cũng không nghĩ là nó ra nó tạo cái gì, mà rồi làm thiện cũng chẳng tạo cái gì. Thì giống như là khi mà tự mình đi sát sanh, hoặc là mình xúi người khác sát sanh, giết một con chó con mèo mình không thích thì mình xúi người khác giết con chó con mèo đó. Mình sai khiến người khác trộm cắp, rồi mình không thích thì mình ghét thì mình sai cái người này giết người kia. Mình cho như vậy là không có cái gì là ác hết á, tự vì mình không có tin cái chuyện mình là sẽ tạo nên một cái điều ác. Giống như là khi mà tự nhiên mình thấy những cái người mà ở giữ giới nè, họ hành thiền nè, họ bố thí nè, mình lại nghĩ cái người đó đó làm những cái chuyện trong sạch như vậy á thì cũng chẳng có tạo lên một cái việc người đó làm thiện đi nữa, thì cái nghiệp của họ, cái quả báo của họ cũng không có tạo lên một cái thiện nghiệp được. Mình không có tin như vậy. Tức là sao? Mình tin là làm tội thì nó không có tội, mà làm phước cũng không có phước. Quý vị thấy không? Cái đó là tà kiến chắc luôn rồi. Thành ra cái người mà vô hành tà kiến này là người phủ cái nhân là ác nghiệp, nhân là thiện nghiệp, và phủ nhận luôn quả là của ác nghiệp và quả của thiện nghiệp. Cái người này là giống như double của hai cái kia. Người này là cộng là của hai người kia. Là cái một cái người thì không tin nhân, một cái người thì không tin quả. Còn cái vô hành tà kiến này là không tin nhân và cũng không tin quả luôn. Như vậy thì trong ba cái trường hợp này á, người mà có vô nhân tà kiến nè, người có vô quả tà kiến nè, người có vô hành tà kiến nè, mình gọi chung một cái tên gọi là ác nghiệp tà kiến cố định. Quý vị nhớ cái chữ cố định nha. Ác nghiệp tà kiến cố định. Thì những cái người nào mà có cái ác nghiệp tà kiến cố định này nè,
có nghĩa là ba cái loại người này là cái loại người vô quả tà kiến, vô nhân tà kiến, vô hành tà kiến này. Khi mà cái người này chết á, thì chắc chắn cái ác nghiệp tà kiến cố định này là cái nghiệp ưu tiên nhất, tức là cái nghiệp mạnh nhất, thành ra mới gọi là trọng nghiệp đó. Nó cho quả tái sinh liền luôn. Làm sao? Đi vào thẳng vô cái địa ngục A Quy Chí. Và cái những cái vị này phải chịu khổ trong cõi địa ngục này suốt một cái thời gian là lâu dài, trải qua vô số đại kiếp của trái đất. Thành ra quý vị thấy một cái kiếp trái đất của mình nó quá lâu, bao nhiêu ngàn năm hả quý vị? Mà là cái này á, là không phải một, hai cái kiếp trái đất, mà vô số đại kiếp của trái đất đó quý vị. Tức là mãn mùa lầy thủy luôn ha quý vị. Rất là lâu. Thì khi mà mình nói về những cái loại người mà có tà kiến cố định này đó, thì mình sẽ chia ra làm hai loại người. Một cái loại người đó, thì họ không có tin nhân, không có tin quả, không có tin những cái chuyện họ làm bậy nó ra bậy. Mà những cái người này không có tin như vậy thôi, nhưng mà họ rất là biết tuân thủ theo cái pháp luật nhà nước. Có nghĩa là sao? Họ không có tin nhân quả, họ không tin cái theo cái giáo lý của nhà Phật mình, nhưng mà họ rất là sợ vi phạm pháp luật. Họ là cũng có thể họ là những người giàu có, những người rất là giàu, những người rất là thông minh, nhưng mà họ không có hiểu đạo, họ không có tin nhân quả gì hết, nhưng mà họ làm theo pháp luật nha quý vị. Họ có thể xin những cái giấy phép để họ mở những cái lò mà giết heo, những lò giết bò. Họ có thể xin những giấy phép để họ làm những cái trái bom nguyên tử. Họ có thể xin giấy phép để mà họ làm những cái xưởng đúc súng, đúc đạn để mà giết người. Thì họ làm tất cả là theo cái giấy tờ, tức là họ legal đó, họ hợp pháp hết. Nhưng mà hợp pháp rồi không có nghĩa là họ có thể tránh được cái quả mà cho đi tái sinh vào trong cõi địa ngục nha quý vị. Không có phải là người nào trúng cái pháp luật của nhà nước là cái người đó thoát đâu. Cái hai cái chuyện này khác nhau nha cả nhà. Rồi cái một cái loại người thứ hai là những cái hạng người có tài kiến cố định nhưng mà lại sống phạm pháp. Tức là mình lập bè, lập đảng, mình làm mafia, mình làm những cái băng cướp nè. Mình đi cướp của, mình đi giết người. Mình có thể làm bất cứ chuyện gì mà họ mình không có biết sợ. Thể mà động chuyện một cái, bực mình một cái là mút súng ra bắn cái người mà làm cho mình không có biết. Quý vị thấy không? Những người này thuộc lại là không có biết sợ gì hết luôn. Thì hai cái hạng người này, tuy là mình phân biệt ra là một loại theo pháp luật mà và một loại là phạm pháp. Nhưng mà hai cái hạng người này khi mà nói về cái nghiệp và quả của nghiệp rồi đó, thì hai cái loại người này đều không có tin là về nghiệp, về quả của nghiệp. Cho nên sao quý vị? Họ làm ác nhiều hơn thiện. Tự vì họ đâu có tin đâu. Theo khi mà họ đã tạo bất thiện nghiệp rồi á, mà dù có nặng đi nữa, họ có giết người, họ có bỏ bom, họ cũng thấy cái chuyện đó là bình thường. Họ không bao giờ mà họ biết ăn năn, không bao giờ mà biết hối lỗi nha quý vị. Không có từ bỏ điều ác, mà không có làm điều thiện, không có từ bỏ cái điều tà và không có làm điều chánh. Cho nên ác nghiệp tà kiến đó cố định, quý vị nhớ cái chữ cố định này là một cái trọng tội mà không có cái tội nào so sánh được hết. Khi mà mình nói về cái ác nghiệp tà kiến cố định thì mình phải nhớ là khi mà mình động vô cái chuyện này rồi đó thì mình đi chắc chắn là mình đi vào cái địa ngục A Quy Chí rất là lâu. Nguyên Như xin đi qua một cái phần thứ hai là trong cái trọng cực trọng có gọi là cực trọng nghiệp bất thiện này, thì cái thứ nhất là cái loại tài kiếm cố định, và cái loại thứ hai mình sẽ đi qua tiếp tục là năm cái ngũ nghịch đại tội, hay là năm tội đại nghịch còn gọi là nghiệp vô gián. Hồi nãy là mình nói là ác nghiệp tà kiến cố định. Cái phần thứ này mình gọi là nghiệp vô gián. Bành cha nành tái rí giá cầm má.
bành trà nành ta đi giá cầm má. Cái thứ nhất là giết cha, bí tú kha tá. Giết mẹ, má tú kha tá. Giết A-la-hán, A-ra-hát-tá kha tá. A-ra-hát-tá kha tá. Thứ tư là chia rẽ tăng chúng, sằng khá phê đá ná, sằng khá phê đá ná. Và thứ năm là làm thân Phật chảy máu, lô hít túp bà đá, lô hít túp bà đá. Thì cái người mà phạm một trong năm cái ngũ nghịch đại tội này, hoặc là người phạm một trong năm cái ác nghiệp vô gián này sau khi chết, thì chắc chắn cái quả tái sinh của vị này trong cái kiếp tiếp, tức là kiếp sau đó luôn á, là cũng là trong cái cõi địa ngục A Quy Chí mà thôi. Do cái ác nghiệp này thì gọi là ác nghiệp vô gián. Bành cha nành ta ri giá cầm má. Cái người mà quý vị nốt cái chỗ này ha. Cái người mà phạm ác nghiệp vô gián này thì mình sẽ chia ra, mình sẽ thấy rõ là không có phải là cái người có tài kiến cố định như ở bên trên, mà cái người này là ác nghiệp vô gián mà thôi. Có nghĩa là sao? Cái người này thì không có phạm vào cái chuyện tà kiến, mà cái người này hàng hành động mà bị lọt vào trong cái ác nghiệp vô gián là từ vì họ cái, có cái tâm sân, mà cái năng lực của tâm sân vị này quá mạnh đi. Mà khi mà có tâm sân thì sao cả nhà? Nó chắc chắn là cái có tâm si rồi. Khi mà hành động mà để mà qua năm cái loại giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, chia rẽ tăng chúng và làm thân Phật chảy máu á, nó không có tà kiến trong đây mà nó có cái tâm sân. Thành ra khi mà mình nói về trong cái ác nghiệp vô gián, tự vì cái người này không có phải là người có tà kiến, thành ra sau khi mà cái vị này phạm ác nghiệp vô gián rồi, thì khi đó sau khi phạm rồi thì người này biết ăn năn, biết sám hối cái tội lỗi của mình. Rồi từ đó, cái người này trở thành một người hiền thiện và không có làm việc ác nữa. Và sau đó, vị này đó làm rất là nhiều cái, hoặc là một số, hoặc là rất là nhiều cái thiện nghiệp. Nhưng mà những cái thiện nghiệp của những cái vị này làm nè cả nhà, nó chỉ được đạt tới cái dục giới đại thiện mà thôi. Những cái vị này không có tạo được sắc giới thiệp, không có tạo vô sắc giới thiện nghiệp, không có tạo được cái siêu tam giới thiện nghiệp, không thể chứng đắc thánh đạo, không thể chứng đắc thánh quả. Có nghĩa là khi mà cái vị nào mà đã phạm vô cái ngục đại tội, mặc dù là cái vị đó đã biết ăn năn, biết sám hối và làm những cái điều thiện rồi, nhưng mà Nguyên Như xin lặp lại là vị này chỉ có tạo được những cái đại thiện nghiệp ở cõi dục giới, mà không có làm được những cái loại ở sắc giới, vô sắc giới, siêu tam giới, không có được chứng đạo và sẽ không có được chứng quả. Bởi vì sao? Bởi vì cái ác nghiệp vô gián nó có một cái khả năng rất là đặc biệt. Nó ngăn cản, nó không có ngăn cản cái thiện nghiệp ở dục giới, nhưng mà nó ngăn cản những cái thiện nghiệp mà mình làm ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới, và ngăn chặn mình sẽ đắc đạo và đắc quả. Và sa thú chị Nhung, chính xác là thí dụ của vua A Xà Thế và vua Asoka. Nguyên Như xin đi qua tiếp một phần nữa là sau khi mà cái vị này mà chết đi, thì cái người mà làm cho giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, chia rẽ tăng chúng và làm thân Phật chảy máu, chắc chắn vì có ác nghiệp vô gián có quyền ưu tiên, cho nên cái vị này chắc chắn là cái kiếp kế tiếp của vị này phải là địa ngục vô gián mà thôi. Rồi bây giờ nói là cái kiếp kế tiếp, nhưng mà sau khi mà tạo ác nghiệp rồi đó, thì cái vị này thì giống như nhắc ở trên, là khi mà mình ăn năn, mình hối cải, mình ráng từ bỏ những cái ác nghiệp và cố gắng tạo những cái thiện nghiệp trong cái dục giới đại thiện nghiệp này, tuy là cái vị này không thể tránh được cái sự mà đọa vào cái cõi địa ngục A Quy Chí này. Cái chuyện mà
làm ngũ nghịch đại tội mà vô cái địa ngục á, là cái chuyện chắc chắn rồi, cái này không có sửa được. Nhưng mà trong cái phạm vi của bài này nói thêm là tuy không có thể tránh khỏi vào cái địa ngục, nhưng mà mình nói sau khi mà cái vị này ở bao nhiêu kiếp ở trong cái địa ngục này, khi mà được thoát ra rồi đó, thì vì những cái thiện nghiệp mà cái vị này lúc mà ăn năn sám hối đó cả nhà, khi trước khi chết á, những cái vị này làm những cái thiện nghiệp trong cái cõi dục giới thiện nghiệp đó, trong cái cõi dục giới này, thì nhờ cái thiện nghiệp này sẽ cho cái quả làm từ cái địa ngục thì tái sanh trở lại làm người. Và cái người này đó có thể tạo được mọi thiện nghiệp luôn. Có nghĩa là sao? Cái lúc mà khi ra khỏi cái địa ngục ý chí rồi, người này trở lại làm người nha, quý vị nhớ, chứ không có làm súc sanh, không có làm cái những cái khác, mà tự vì những cái thiện nghiệp mà dục giới đại thiện nghiệp này những người này làm đó, thì trở lại làm người. Và cái người này có thể tạo được mọi cái thiện nghiệp mà không có cái nghiệp nào ngăn cản nữa, tùy cái nợ mà vào cái cõi địa ngục người này đã trả rồi. Thành ra sau khi vừa cái ra khỏi cái địa ngục á, thì cái vị này đã trở thành người và có thể tạo được mọi cái thiện nghiệp luôn. Có nghĩa là sao? Vị này cũng có thể tạo được những cái sắc giới thiện nghiệp, người này cũng có thể tạo được những cái vô sắc giới thiện nghiệp, và người này cũng có thể tạo được siêu tam giới thiện nghiệp, có thể là đắc thánh đạo và có thể là đắc thánh quả khi mà người này thoát ra cõi địa ngục nha quý vị. Cái chỗ này đó làm cho Nguyên Như nhớ lại có những cái bài mà thầy dạy, có nhiều khi những cái người mà ở trong cõi địa ngục á, tự vì mình ở trong cái cõi địa ngục đó lâu quá đó, cái tâm sân của mình rất là mạnh, cái tâm si của mình cũng rất là mạnh, thành ra khi mà mình thoát khỏi địa ngục đó cả nhà, nó không có lên làm người được đâu nha. Làm những cái con này con kia, làm những cái con rất là ngu ngu ngơ ngơ, tự ở dưới lâu quá đó, cái tâm si nó rất là nặng, bao nhiêu kiếp nó cứ xà quần, thành ra mình cứ nói là khi mà mình vô địa ngục rồi đó, cái tâm trí mình nó lu mờ kinh khủng lắm, quên tới quên lui, rồi không có trí sáng suốt, học đâu là quên đó, không có nhớ tự mình bị khổ, mình bị hành hạ lâu quá đó cả nhà. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt, là khi mà mình biết mình làm cái tội ngũ nghịch thì mình vẫn có thể mà mình làm ra nhiều cái thiện nghiệp, tuy là cái thiện này chỉ là ở cõi dục giới thôi, nhưng mà nó cũng có phước, nó làm cho mình khi mà mình thoát cái tội khỏi cái cảnh địa ngục đó, mình trở thành tái sanh làm con người. Và cái người này có thể tạo được rất là nhiều thiện nghiệp và không có một nghiệp nào ngăn cản được nữa. Thành ra cái chỗ này nó cũng là chỗ mà mình cần phải để ý, để mình có thể học hỏi, để mình noi theo. Và một cái kế tiếp nữa là cái sự khác biệt giữa cái ác trọng tội và thiện nghiệp trọng yếu. Hồi nãy trên cái bài đó thì mình nói cái cực trọng nghiệp này, mình nói về cái thiện nghiệp, có nghĩa là năm cái nghiệp của sắc giới và bốn cái thiện nghiệp của vô sắc giới. Rồi cái thứ hai là mình nói về cái tài kiến cố định, và cái phần thứ hai của cái cực ác nghiệp đó là cái người có cái gọi là nghiệp vô gián đó, là ngũ nghịch đại tội đó. Thì nó có một cái phần này nó cũng rất là hay đây. Khi mà mình thấy một người đó có ác nghiệp trọng tội và một cái thiện nghiệp trọng yếu ở đây, thì ác nghiệp trọng tội xin lặp lại là có hai loại, là thuộc loại ác nghiệp tà kiến cố định và ác nghiệp vô gián. Thì khi trong hai loại ác nghiệp trọng tội này, có những người đó quý vị, họ cũng có thể là giết cha giết mẹ, họ có thể là chỉ giết cha thôi mà không giết mẹ, chứ không phải là có người trong cái ngũ nghịch đại tội này là chỉ có một cái thôi, có người mà giết cả cha lẫn mẹ luôn. Rồi có nhiều người giết cả cha lẫn mẹ mà giết luôn A-la-hán và chia rẽ tăng chúng luôn. Thành ra ở đây mình không có thể mà mình nói cái người này là một trong năm hay một trong hai trong năm, là tùy theo. Thành ra cái phần này ghi rõ
là trong hai loại ác nghiệp trọng tội này, nếu mà người nào đã tạo một hay nhiều ác nghiệp trọng tội, thì khi mà người này chết, thì chỉ có cái nào mà nặng nhất á, thì cái quả đó mới cho quả trong cái kỳ sanh kế tiếp của cái cuộc sống đó. Tức là khi mà cái vị này, Nguyên Như quên nói với cả nhà là khi mà cái mình nói giết cha, giết mẹ, giết La Hán, chia rẽ tăng chúng và làm thân Phật chảy máu, thì năm cái ngũ nghịch đại tội này, cái sự ác của nó không có giống nhau nha cả nhà. Cái nào nhiều, cái nào ít á, thì Nguyên Như chưa có nói bây giờ, mai mốt mình nói sao. Nhưng mà những cái này á, thì có cái tội ít, có cái tội nhiều, mình nó không có bằng nhau nha cả nhà. Thành ra khi mà mình có tạo được cái nào mà nó nhiều ác nghiệp hơn đó, thì cái nghiệp nào mà ác nhất á, nó sẽ đi theo, nó làm mình bao nhiêu kiếp trong cái địa ngục A Quy Chí, là nó đi theo cái trọng nghiệp mà ác nhất của mình làm. Rồi những cái ác nghiệp mà nhẹ hơn đó, thì nó cũng trở thành cái ác nghiệp hỗ trợ. Có nghĩa là sao? Ác nghiệp hỗ trợ này giúp cho cái quả của cái trọng nghiệp ác của mình nhất đó, nó làm cho mình có tội nhiều hơn nữa. Có nghĩa là thí dụ như là mình có tội số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đi. Mình có 3 cái tội. Tội thứ nhất đó là mình có 10 phần. Tội thứ hai mình có 2 phần. Tội thứ ba là mình có 4 phần. Thí dụ như vậy đi. Thì cái thằng mà mình làm tội ác nhất nó có 10 phần á, cái thằng đó nó sẽ đi theo, nó dẫn mình vô thẳng trong địa ngục luôn. Và cái tội thằng mà 10 phần đó đó, nó sẽ quyết định mình ở bao nhiêu trăm ngàn năm quả đất ở trong cái địa ngục đó. Nhưng mà những cái thằng mà tội nhỏ nhỏ hơn, nó cũng là cực ác nghiệp mà nó ít hơn đó, thì làm sao? Những cái này đó nó gọi là ác nghiệp hỗ trợ. Tức có nghĩa là nó hỗ trợ cho cái thằng 2 phần, thằng 3 phần này nè, nó hỗ trợ cho cái thằng 10 phần, nó làm cho cái tội mình càng nặng hơn nữa, chứ nó không có mất đi nha quý vị. Tức là mình làm 3 cái ác, mà một cái ác nặng nhất là làm cho mình đi địa ngục, mà cái trọng ác á, cái thứ hai, thứ ba nó nhẹ hơn, thì nó vô nó hùa theo cái thằng thứ nhất, nó làm cho mình gọi là sao? Nghiệp trọng tội càng nặng thêm. Trong khi đó, khi mà mình làm cái thiện nghiệp á, thì cái thiện nghiệp thì giống như là mình đạt được cái tầng thiền, sơ thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới, ngũ thiền sắc giới. Thì khi mà mình đạt tới ngũ thiền đi, có nghĩa là mình vẫn đạt được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đúng không? Thì mình mới lên được cái ngũ thiền. Nhưng mà cái khi mà mình có cái cực trọng nghiệp này đó, cực trọng nghiệp thiện này đó, thì cái cực trọng nghiệp thiện cao nhất á, nó sẽ cho quả trong cái thời kế tiếp. Có nghĩa là quý vị có đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đi nữa, rồi quý vị đắc ngũ thiền, thì cái cõi tiếp của quý vị đó, mình sẽ nằm trong cái cõi ngũ thiền, chứ mình không có nằm trong cõi sơ thiền. Mà cái ngộ đó, đặc biệt của này đó, là khi mà những cái thiện nghiệp trọng yếu mà của cái bậc thiền thấp đó, thì nó trở thành nghiệp vô hiệu quả. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không có cơ hội cho quả quý vị. Tức là mình làm việc thiện đó, thì mình lấy được cái phần cao nhất của cái thiện nghiệp của mình. Và những cái thiện nghiệp nó yếu hơn, cũng thiện mà nó yếu hơn, thì nó trở thành là vô hiệu quả. Vô hiệu quả nghiệp hay là nghiệp vô hiệu quả. Cái chỗ này đó là chỗ khác biệt giữa cái ác nghiệp trọng tội và cái thiện nghiệp trọng yếu. Cả nhà thấy nó khác không? Có nghĩa khi mà mình làm ác á, Nguyên Như xin lặp lại ha, mình làm ác á, cái ác nhiều nhất của mình á, nó cho mình đi thẳng vô cái địa ngục. Rồi cái những cái ác yếu hơn mà cũng nằm trong cái cực trọng nghiệp ác đó, thì nó sẽ làm sao? Nó hỗ trợ, nó làm cho những thằng ác nhất của mình nó càng ác thêm nữa. Tức là sao? Mình bị đọa dai dẳng, mình bị tội nhiều hơn. Nhưng mà khi mà mình làm về cái những cái nghiệp thiện đó, thì cái phần thiện của mình làm, cái phần thiện nào mà cao nhất á, thì mình sẽ được về cái cảnh giới cao nhất đó để mình hưởng về cái nghiệp thiện. Nhưng mà những cái nghiệp thiện mà yếu hơn đó, nó trở thành vô hiệu quả, tức là nó không có cơ hội cho quả nữa, mà chỉ có cái nghiệp mà mình làm tốt nhất á, là nó cho quả mà thôi. Đó là sự khác biệt
giữa cái trọng nghiệp ác và trọng nghiệp thiện. Rồi khi mà những cái nếu mà không mình không có cái loại nghiệp trọng yếu này, có nghĩa là mình không có bị tà kiến nè, rồi mình cũng không có phạm vào cái năm ngũ nghịch đại tội nè, thì rồi mình cũng không có làm những cái cực trọng thiện nghiệp, giống như mình cũng không có tu thiền nè, mình cũng không có gọi là cực trọng nghiệp, tức là mình không tu thiền, mình không có tu vipassana, mình không có tu những cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới gì hết, thì mình không có cái cực trọng thiện nghiệp đó. Thì cái quyền ưu tiên và cái cơ hội ưu tiên mà cho quả của kiếp sau của mình đó, nó sẽ lọt vào trong cái nghiệp cận tử. Như không có nghĩ là mình đi hết nổi đâu. Bây giờ mình ngừng tại chỗ này, có nghĩa là mình ngừng ngay cái chỗ mà cái đầu tiên, tức là cực trọng nghiệp. Mình đi qua được cái cực trọng nghiệp ác và cực trọng nghiệp thiện rồi. Nguyên Như thấy thời gian bây giờ 10 giờ 22 phút cũng vừa phải lẽ. Hồi nãy Nguyên Như thấy chị Hà có xin lên chia sẻ về cái bài rất là xa thú chị Hà. Chị Hà rất là giỏi nha chư vị. Chị Hà soạn bài rất là kỹ. Nguyên Như xin kính mời chị Hà có thể thêm được những cái phần rất là hay cho cả nhà. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic cho chị ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Dạ, con kính lĩnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, cái này là Nguyên Như nói hơi quá đáng. Dạ, thật ra đó, cái phần mà ba cái cảnh đó thì ngày xưa mình có học từ một vị sư, nói đó cách đây chắc cũng phải là gần 10 năm. Thì cái vị sư này có nói như vậy, là cái cảnh, ba cái cảnh nghiệp tướng, nghiệp tượng và thú tướng đó, nó đến với cái người sắp sửa ra đi á, trong vòng 7 ngày nó sẽ xuất hiện ra, có nghĩa nó tại chân người đó thấy và biết. Thì cái đó là cái sự hiểu biết qua cái phần học qua một vị sư. Nhưng mà khi coi lại cái quyển sách của sư Giác Nguyên Dịch từ Triết Học A Tỳ Đàm, thì trong cái trang 248 thì sư có nói như vậy, thì để Hà đọc lại cái phần nó rõ ràng. Chỉ trừ những trường hợp tử vong khẩn cấp hay hôn mê sâu trong một thời gian dài, ở những cái chết thông thường, người sắp mệnh chung thường thấy một trong ba cảnh sau đây hiện ra qua cả sáu giác quan, đó là nghiệp tượng, nghiệp tướng và thú tướng. Nguyên Như có nói về cái phần nghiệp tượng và nghiệp tướng, thì thấy có cái sự khác biệt giữa nghiệp tướng và nghiệp tượng. Nghiệp tượng thì trong sách thì sư Giác Nguyên có nói như vậy, cái hình ảnh trọn vẹn của một cái nghiệp thiện hay ác nó trạng lại từ quá khứ, nó trạng lại. Và cái nghiệp tướng thì chỉ là những hình ảnh vụn vặt nhưng mang tính tượng trưng cho các việc thiện ác. Và tất cả những cái nghiệp tượng và nghiệp tướng nó xảy ra là nó trạng lại từ cái quá khứ mình đã từng làm hay thường làm. Còn cái thú tướng, riêng cái thú tướng thì nó chỉ là những hình ảnh cho cái cảnh giới mình sắp đi về, tái sanh đi về tới, thì nó chỉ về cái tương lai. Thành ra chỉ có nêu ra cái phần nghiệp tượng, nghiệp tướng thì là cái hai cái phần đó để cho mình dễ nhớ, là những gì mà mình đã làm hoặc là mình thường làm trong quá khứ nó cạn lại. Còn cái phần thú tướng thì cái hình ảnh nó chỉ mình, cho mình báo trước, cho mình sắp sửa sanh về cái cảnh giới đó. Ví dụ như thấy lửa là địa ngục, mà cõi trời thì chắc thiên cung lâu đài lộng lẫy. Thì đó là cái phần mà chỉ cái chia sẻ. Nếu mà quý vị mà thắc mắc á, thì cái giờ Ngài Lữ Tông là cái giờ mà mình nên đặt ra câu hỏi cho Ngài. Nhưng mà quyển sách của sư Giác Nguyên thì cũng có nói là nó sắp sửa xảy đến cho người sắp sửa ra đi qua cái ba cái cảnh này. Chỉ có vậy thôi, thì chỉ có chia sẻ vậy thôi. Vậy thôi, trả mic lại cho người.
Dạ, sa thú chị Hà. À, cái phần như coi của chị Hà nói trong cái trang 248 này đó, thì khi mà sư Giác Nguyên ghi ra cái chữ nghiệp tượng đó, thì sư ghi là Kamma Rammana. Thì ở bên sư Giác Giới á, thì ngài dùng cái chữ là cảnh nghiệp. Thành ra nếu mà cả nhà có ghi xuống á, mình học thêm được một chữ nha cả nhà. Nghiệp tượng á, nó cũng là cảnh nghiệp, từ cái chữ Pali nó giống nhau nè, Kamma Rammana. Thì khi mà ở bên cái định nghĩa của sư Giác Nguyên á, gọi là một cái hình ảnh trọn vẹn. Quý vị thấy cái chữ ngài dùng á, một hình ảnh trọn vẹn, chẳng hạn như là một cái vị thầy cô giáo, mình thấy trọn vẹn cái cảnh mình đứng, mình thấy mình đứng, mình thấy mình giảng bài, mình thấy học trò, mình thấy giống như một cái khung cảnh, giống như một cái video thôi. Và cái qua cái phần nghiệp tướng á, thì nó một là cái hình ảnh vụn vặt, có nghĩa là giống như là một cái người mà một cái người thợ săn á, thì tự nhiên hình thấy cái cung tên, rồi một người thầy giáo thì thấy phấn trắng bảng đen, tức là những cái hình ảnh từng piece nhỏ, từng cái vụn vặt như vậy, nhưng mà nó không có trọn vẹn bằng cái nghiệp tượng. Cái đó là cái Nguyên Như thấy nó khác đó. Rồi Nguyên Như xin kính nhường mic lại cho đạo tràng, có vị nào có ý kiến rất là hay nữa thì xin giơ tay nha. Nguyên Như xin mời cả nhà. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cái này ý kiến của mình không phải hay nha, chỉ là ý kiến mình chưa hiểu, mình nhờ Nguyên Như và đạo tràng xem xét lại giúp, chứ không có phải là hay. Dạ, trong cái phần mà cảnh nghiệp á, cảnh nghiệp tức là cái cảnh mà trong lúc bình sinh á, mình làm cái điều gì thì cái giây phút cận tử nó hiện lên cái điều đó thì là cảnh nghiệp. Mà đối với người mà người nuôi gia súc và người nuôi trẻ, họ làm cái nghề đó trong suốt một thời gian dài thì cái lúc cận tử đó thì họ cũng thấy những đàn gia súc, rồi họ cũng thấy những đứa trẻ, rồi họ thấy máng ăn, rồi họ thấy bình sữa, vân vân, tức là những cái vật dụng mà liên quan đến cái nghề nghiệp của họ. Thì cái chỗ này mình cũng không hiểu nó là cảnh nghiệp hay cảnh nghiệp tướng hay cảnh thú tướng. Nếu mà nói như sư Giác Nguyên là trọn vẹn, như thế nào là trọn vẹn? Tại vì trọn vẹn hay là vụn vặt thì chỉ có người đó biết thôi, chứ mình cũng không thể biết được. Mình cũng không rõ cái phần này. Rồi khi mà mình thấy, ở đây nói là những cái hình ảnh mình thấy ra, thì mình thấy thì thấy bằng mắt. Thấy bằng mắt tức là qua lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn mà khi mình tử, tử thì là cái tâm tử. Tâm tử là lộ ý môn. Tâm tử tùy theo cũng có tử trong lộ môn mà cũng có tử theo lộ ý môn. Nhưng mà khi mà ý mình nói là giữa cái mình thấy và cái lúc tử đó, thì hai cái đó nó là hai sát na hay là nó một sát na, hay là nó như thế nào? Tại vì thấy thì bằng lộ ngũ môn, nhưng mà tử thì có khi là lộ ngũ, có khi là lộ ý. Thành ra mình chưa có rõ cái chỗ này. À, xin đạo tràng giải thích giúp. Dạ, cái câu hỏi của chị Nhung rất là hay, nhưng mà theo cái phạm vi cái bài này, mình chưa có học cái lỗ tâm đó chị. Thành ra Nguyên Như nghĩ là mình phải chạy qua mình hỏi thầy cái khúc kia mà mình cũng chưa học hết về cái lỗ tâm tử nữa. Nhưng mà trong cái phạm vi của cái bài này đó, thì Nguyên Như thấy... thiệt ra là cái phần mà hồi nãy chị Hà nói đó, Nguyên Như để cái phần này vào cái hai cái phần cuối của cái bài, mình chưa có đi học tới thôi. Nguyên Như xin đọc ra trước là cái cảnh nghiệp tượng, là hồi nãy chị nói là cái cảnh nghiệp đó, thì do một cái tâm sở tư là chê tá na ở trong quá khứ nó tạo thành, cho nên cái lúc cận tử á, nó hiện qua ý môn. Tức là hồi nãy chị mới hỏi là cái hình ảnh trọn vẹn đó là mình thấy làm sao, thì mình thấy trong tâm của mình, tức là cái Kamma Rammana mình á, là ở trong tâm thôi, qua cái ý. Và về cái nghiệp tướng là cái những cái hình ảnh vụn vặt đó, vụn vặt mang tính cách tượng trưng cho thiện hay ác á, thì giờ nó xuất hiện qua ý môn. Nếu mà nó thuộc về nghiệp đời hiện tại thì nó có thể xuất hiện qua cả sáu môn, có nghĩa là
Ngài ghi tiếp là nếu mà nghiệp đó có liên quan đến cảnh sắc thì nghiệp tướng sẽ hiện qua nhãn môn. Nếu nghiệp đó liên quan đến cảnh thinh thì nghiệp tướng sẽ hiện qua nhĩ môn. Tức là người đó nghe được, người đó thấy được gì đó thì họ sẽ, cái nghiệp đó có liên quan đến những cái đó thì những cái có thể là liên quan cả sáu môn. Cái đó là em đọc được trong cái trang 249 của cái tài liệu mà Triết học A Tỳ Đàm của sư Giác Nguyên. Dạ em xin xin xuống ạ. Em không biết là sư Huynh Lý có ý kiến gì không về câu hỏi này và câu trả lời của Nguyên Như. Xin mời Huynh ạ. Dạ Nam Mô Bụt Đà nhá, Nam Mô Tam Mai, Nam Mô Sông Khai nhá. Con xin kính cẩn kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm và xin đảnh lễ toàn thể đạo tràng. Dạ xin nói rõ là đây là những cái là cái cảnh cận tử, những cái nghiệp cận tử, tức là gần sắp chết trong vòng 7 ngày trước khi chết, mà chúng ta thì không biết là chết lúc nào, mà chết rồi á thì đi ngược lại 7 ngày thì nhớ ra lại rằng những cái người mà trong vòng 7 đã chết mà trong vòng 7 ngày trước đó đó, họ sẽ nói ra, họ kể ra những cái hiện tượng, những cái cảnh mà họ đã thấy. Mà đa phần cái này lấy ví dụ như mà mình đã có hỏi là cái cảnh này phải qua lộ mà nhãn môn hay không, thì nhãn môn á là con mắt, nó phải có cái cảnh sắc và nó đi qua lộ ngũ, xong rồi nó qua lộ ý. Những cái này là những cái mà người ta có thể nhắm mắt và người ta thấy, để tất cả những cái này là ý môn. Nó thuộc về cái trạng thái mà nó không phải là chiêm bao, mà là những cái cảnh của những cái nghiệp mà trạng lại. Còn cái chuyện mà ví dụ giống như hồi nãy cô đưa ra là cái người mà nuôi trẻ, những người nuôi thầy, thì cái cảnh nghiệp là những cái cảnh rõ ràng trọn vẹn làm sao. Tức là nếu mà là cái người nuôi trẻ đó, giữ baby chẳng hạn, thì sẽ thấy cái cảnh chính mình ẵm em bé và chăm sóc em bé, chứ không phải là chỉ thấy cái cảnh em bé, chỉ thấy cái bình sữa. Cái cảnh mà thấy cái em bé và thấy bình sữa, những đó thuộc về lục vụn vặt, đó là cảnh nghiệp tướng, cái tướng của cái cảnh nghiệp, chứ không phải là cảnh nghiệp hoàn toàn rõ ràng. Lấy ví dụ như là một cái nghề thầy cô giáo, là phải chính là cái cảnh nó rõ ràng là thấy chính mình trong cái, trong một cái môi trường mà mình đã đứng, từng đứng lớp và thấy mình rõ ràng như vậy đó. Nó gọi là cảnh nghiệp. Có cái sự sai biệt chỗ đó mà mình hiểu không rõ, mình sẽ không có rõ ràng cái định nghĩa. Nhưng mà cái định nghĩa thì rất rõ ràng mà chúng ta đọc, chúng ta phải hiểu cái ý của cái câu. Chứ đa phần chúng ta đọc mà chúng ta dùng cái tưởng chúng ta vào thì nó bị lệch lạc cái ý nghĩa. Xin lặp lại, cảnh nghiệp là nó phải rất là rõ ràng. Những cái người đã từng làm cái nghề thầy cô giáo thì sẽ thấy trạng, thì cái cảnh trong tâm thức lộ ý á, nó trở lại, nó trạng lại những cái cảnh mà chúng ta đã từng đứng lớp. Đương nhiên lúc đó là đang nằm trên giường mà mắt nhắm mắt mở mà hơi thở thoi thóp thì làm gì mà có cái chuyện mà đứng trên bục giảng. Nhưng mà cái cảnh nó hiện ra là đương nhiên ở trong lộ ý. Nhưng mà cái nếu mà là cảnh nghiệp á, cái hình ảnh nó trọn vẹn là thấy mình đang đứng trên bục giảng, đứng giảng bài và thấy rõ cái người đang đứng là chính là cái đương sự. Còn thấy mà cái cảnh của trường học nè, thấy cái cảnh mà của học sinh, rồi thấy cái cảnh mà bảng, rồi thước, rồi phấn, rồi đó, những cái cảnh mà có liên hệ đó, tại vì cái tâm thức lúc đó nó mờ hơn, nó hơn, nó thì thấy những cái nó chỉ thấy những cái cảnh mà nó có liên hệ tới cái cảnh đó chính trong cái nghề mà giáo viên đó, thì nó gọi là cảnh nghiệp tướng. Còn cái cảnh thú tướng, cảnh thú ở đây là không phải là con thú, mà là cảnh thú tướng là cái tướng của cái cảnh thú mà của cái đương sự đó sắp đi lấy. Thế ví dụ như vừa rồi thì có cái trạng thái là em của Nguyên Trang cho hỏi một câu. Dạ chị sư đạo hữu cái việc viết câu hỏi. Dạ Nguyên Trang ở đây nhóm có xuống tụng kinh cho em của Nguyên Trang nằm trên giường và bị bệnh rất nặng, thì có những lúc quý sư tụng kinh thì mình quan sát, mình thấy cái con mắt của em, người em họ của Nguyên Trang nhắm tích lại à. Nhưng mà một hồi thì ổng cái đọc tụng kinh được xong xuôi hết rồi, ổng tỉnh dậy, ổng mở mắt ra, ổng kể là ổng đã thấy này cảnh kia, ở những cái cảnh thú tướng như vậy thì chắc chắn
không thể nào. Những cái gì mà họ thấy mình đâu có thấy. Nếu cái gì trước mắt lấy dựng cuốn phim hoặc là một bản nhạc mà họ nghe được, mà mình cũng nghe được, nó qua cái cảnh mà sắc mắt tai mũi lưỡi thinh á, cái tự ngủ năm cái cửa đó là nó thuộc nội tâm vô nhân, nó làm việc với máy móc, thì phải có cái lỗ tai mà nghe âm thanh sẽ có sắc kính thinh, mà sắc kính thinh mà nó nghe được mà mình không nghe được, mà nó nghe bằng trạng thái nó nhắm mắt lại, thì cái đó là mình thua nó đi trong lỗi của nó rồi, nó là do nghiệp của nó mà chứ không phải nghiệp của mình. Cái chuyện đó có đôi khi chúng ta dùng cái logic đơn giản thì chúng ta dễ thấy hơn, thay vì phải phiền phức hóa cái vấn đề đó. Cho nên là xin nói rõ thêm cái ba cái định nghĩa đó. Không biết cái Phật tử Châu Phan 54 cho hỏi một câu nhẹ, rất cảm ơn. Dạ, xin Phật tử hỏi, và xin dùng mic để cho Phật tử cầm máy. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hello, ở trong có nghe không ạ? Hôm nay vô trễ. Ok, cái câu này rất là quan trọng đối với tôi. Dạ, đầu tiên là con kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong room, các bà, các cô tu nữ cùng chư thiền hữu trong room. Dạ, hôm nay con có hỏi một câu nó xảy ra cho con rồi nha. Lúc mà con bị Covid á, dạ, xin lỗi đạo tràng giúp dùm, con bị Covid á, là 3 tiếng, chưa đến 2 tiếng nữa là mình nghe là bà vô trong bệnh viện á, bác sĩ nói là mình nghe tiếng Mỹ á, nó không thở nữa, đục cái lỗ trong cổ họng đi, mình nghe vậy là mình ngất luôn. Thì lúc mà thức dậy đó thì thấy cái lỗ trong cổ họng rồi, cái lỗ nó truyền xuống, hơi thở xuống họng, nhưng mà nó chưa có quan trọng lắm. Sau một thời vừa thấy vậy thì nó nói thôi mày đỡ nó sống được rồi, thì nó chuyển ngoài qua cái bệnh viện khác. Thì cho bệnh viện khác đó, trong lúc đó thì ngất luôn thì thức dậy là 2 tháng, gần 2 tháng sau mới thức dậy. Ok, bây giờ mới hỏi nè, thì vừa thức dậy đó, là nhớ là mình muốn niệm Phật, mình muốn xin giới, nhưng mà niệm không được, không tập trung được, tại vì niệm Nam Mô Tassa Bhagavato vậy, niệm không được, rồi lúc muốn nói ra cũng nói không được, cái cuốn họng mà hiện giờ là không nói được. Nên lúc mà bắt đầu bác sĩ nó vô, nó hỏi mày muốn nói chuyện, thì nó băng cái cuốn họng lại, nó để một cái khuyết mạch á, để nói là mày giao nói đi. Thì lúc mình nói á, nó nhờ cái cuốn nó ngay chỗ cái ọc khuyết mạch đó, nó ra cái âm thanh, nói là tại mày không có nói chuyện đâu á, mày không có nói được, nên giờ bây giờ cái cuốn họng của mày á, không nói được, phải để cái dụng cụ vô ngay cái đầu của cái cuốn họng á, mà không phải trong ở ngoài á, thì mới nói được. Bây giờ cái câu hỏi để hỏi gì nè, hỏi là nếu mà châu mất ngay cái khoảng mà 2 tháng đó, thì lúc đó như nãy vô trễ là không có nhớ, tại mỗi lần mình ngủ ở nhà đó thì hay xin giới, niệm ma hăng với xin giới trong rồi bắt đầu ngủ. Nhưng mà trong lúc thời gian mà bị Covid vậy, không có chỉ có biết là mình vô trong bệnh viện, mà biết là nó đục cái lỗ nó sao mình thở, rồi cái mình nó chuyển qua bệnh viện khác, rồi lúc đó mở con mắt ra là 2 tháng rồi. Mình đâu biết 2 tháng đâu, ở nhà nói 2 tháng chứ mình không biết. Thì lúc đó đó dòm xung quanh, nó dòm cúi xuống thì con người của mình nó chằn chịt máy móc không à, máy móc với dây nợ không à. Thì gia đình nói là trong 2 tháng đó mình có thay máu rất là nhiều lần, rồi mình có thì dòm xuống bao tử nó có ống bao tử, nó truyền thức, truyền nước biển, truyền thức ăn. Này, bác sĩ mỗi ngày nó vô, bắt đầu mở mắt ra thì bác sĩ có 4-5 người bác sĩ vô, lúc nào cũng vậy, ngày nào cũng 5 lần bác sĩ vô. Một người là về phổi, một người là tim, một người là thận, gan, với một người bao tử.
đó, năm người, lúc nào cũng năm người, ngày nào cũng vậy. Thì bây giờ muốn hỏi là cái câu hỏi là nếu mà mất ngay chỗ đó, mình đâu có nhớ đâu, đúng không? Chính bản thân tôi nói vậy, tức là nếu mất ngay chỗ đó, chỉ mở, nếu mở mắt ra 7 ngày sau mới chết hay là gì. Nhưng mà lúc mà mình nghe vậy thì cái trường hợp đó như thế nào? Tại giờ trước cũng học ai gì thì làm, nhưng mà không có nói, chỉ có biết rằng Tri Tăng nói là để mà nắm, để mà mất á, để mà mất á là tái sanh liền à, chứ không có đợi chân á. Ok, thì bây giờ nói là nghe nói trong trung tâm mình nói 7 ngày. Ok, cái này không phải là, có thể là thuốc mê, tại nó là, nó nói có người em bác sĩ á, nói là nhưng mà mấy ba ngày đầu á, nếu mà anh chết là anh chết rồi. Nói ở gia đình đó, họp lại nói là ba ngày đầu là anh, cái phổi anh không thở được, anh chết rồi. Thì bây giờ COVID đó, nó nói là cái phổi á, hiện giờ cái phổi mà cái điểm ở dưới phổi nhỏ nhất á, xin lỗi nha, dáng cố gắng nói nhanh, cái điểm bên phổi bên phải đó, ở dưới tận cùng á, nó như cái móng tay cái vậy, nó bị damage rồi. Nhưng mà nói là không bao giờ hết chứ, nó chết mày chết thì đem theo thôi, chứ không có vậy. Tại cái COVID này nó khác, nên tương lai thì chẳng biết sao. Thì bây giờ hỏi đạo tràng một câu, nếu mà mình mất cái thời gian đó, mình đâu có mở mắt ra đâu, thì mình sẽ đi về đâu? Chỉ vì mình biết là chắc chắn là mình ráng làm thiện, khi mình mất á, dù nằm ngủ mất á, thì mình tái sanh liền lập tức, chứ không có đợi một ngày, hai ngày, ba ngày hay là năm ngày. Đạo tràng có thể là cho biết, nên rất cảm ơn nha. Con mong là cái sự hiểu biết con ấy, để mình nói là bây giờ cũng là hơn 60 rồi, 65, 66 rồi, thì cái mình hay nói với Chư Tăng ấy, là cái chết nó nằm sau óc con á, nói nên cho mình dáng làm những cái gì mà tốt nên làm. Rồi cảm ơn đạo tràng nếu giúp được thì em tốt. Ok, bỏ mic xuống nha. Con đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con đảnh lễ các chư hiền hữu và các bạn hữu trong rùm nha. Bỏ mic xuống nè, nếu ai giúp đường con cảm ơn lắm. Dạ, Nam Mô Bụt Đại, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con một lần nữa. Hồi nãy con cũng có biết chờ một vài giây đồng hồ, 50 giây, để coi có vị nào có kinh nghiệm trong hoàn cảnh này có thể trả lời được hơn. Nhưng mà con xin góp ý theo cái thiện ý của riêng con, cái trường hợp của câu hỏi của chú đã trình bày lên cái hoàn cảnh mà của chú, Châu Phan đã trình bày lên cái hoàn cảnh của chú. Trong cái bài học ngày hôm nay, Nguyên Như trình bày về cái gọi là cận tử nghiệp, những cái cảnh cận, cảnh nghiệp tướng, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng mà chúng ta ở, mà trong những bài này thì nhấn mạnh cái giai đoạn 7 ngày trước khi chết của đương sự. Cái chuyện mà trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái thăng trầm, trải qua những cái gian nan lao khó đó, đương nhiên là mỗi người có nghiệp khác nhau, thì cái hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Nhưng mà theo cái thiện ý của cháu là cái số của chú, hoặc là mình nói theo cái từ nhân gian là cái số của chú nó chưa chết, thì nó có thể là nó trải qua những cái giai đoạn bệnh hoạn, gọi là éo le, ngặt nghèo như vậy. Nhưng mà thật sự thì cái chết nó chưa đến với chú. Có thể là giống như là cái cây đèn, nó còn sáp, nó còn tim, mà có những cái cơn mà gió mạnh nó thổi tới, nhưng mà nó không đủ cái sức để mà nó thổi dập tắt. Thì vô thường thì khi mà cơn gió, những cái cơn gió mạnh, những cơn gió bão nó trôi qua rồi, bắt đầu cái ngọn đèn nó trở lại. Chứ không phải giống như là một cái ngọn đèn mà nó khi nó đốt hết cái tim, gần hết cái tim hoặc là gần hết cái sáp, có những cái trạng thái mà nó phập lên và nó tắt xuống, nó phập lên tắt xuống. Đó là những cái trạng thái mà chúng ta ở đây đang chia sẻ với nhau, cái gọi là cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Cái trường hợp của chú là chú trải qua những cái nghiệm mà nó gọi là nó thăng trầm, nó rất là éo le. Tuy nhiên cái cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng có thể chú không có kinh nghiệm qua, không trải qua, là vì thật sự cái nghiệp thật sự của chú là chưa đến, nó chưa đến lúc. Cái đó là cái quan sát đầu tiên của cháu. Cái gì nữa là trở về cái vấn đề mà nếu mà qua một cái thời gian mà chú đã nằm ở trên giường mà
rồi mở mắt ra là lúc đó là 2 tháng rồi đó, thì có thể cháu kinh nghiệm không biết là cái đó là kinh nghiệm của chú ở bên Việt Nam hay Mỹ, nhưng mà hồi đó cháu té xe đạp á, gãy cái ngón tay út chút xíu thôi mà nó vô để mà nó ráp, nó để cái xương cho ngay, rồi nó bỏ hai cái kim vô để nó giữ cho ngay cái xương, vậy mà nó cũng chụp thuốc mê mình đó. Mà cái trường hợp của chú mà nó bỏ ống, nó khoan, nó đục như vậy thì cháu nghĩ rằng có thể là nó đã chụp thuốc mê cho chú rồi đó, chứ cái trạng thái mà nó làm đủ thứ dây nhợ như theo như chú diễn tả mà không có thuốc mê thì cái chuyện đó cũng là một chuyện hơi khó hiểu. Thêm một cái kinh nghiệm này như thầy là hồi xưa các vị thiền sư, các vị mà tu mà nổi tiếng ở bên Thái Lan, hoặc là các vị như Đại Sanh Cha, hoặc là một số vị khác đã từng được nghe qua, nhưng mà có nhiều vị mình nhớ không tới tên. Nhưng mà cái nội dung ở chỗ này là các vị mà khi vào, có những vị đó, lấy ví dụ như ngài Yusananda là một nhà bác học, trí lực của ngài học nhiều lắm, nhưng mà tới chừng ngài trước khi ngài mất, ngài cũng coma, rồi ngài mất ra đi trong đạo thái đó. Đó là một cái trạng thái mà những người mà tu học và những người có và chi tiết khi thức dậy sẽ có dài dạt dài tốt. Những cái vị mà nghiên cứu Phật học, người ta rất là sợ là vì lúc đó gọi là đi trong hôn mê, mà cái đó là tôi đi trong tâm si đó. Mà nó là thuộc dậy mà si mà phóng dật nặng, tức là nó hoàn toàn không biết gì trơn, thì cả cảnh giới đến mà gọi là thiện thì nó rất là, cho dù cả một cái đời người ta làm biết bao nhiêu chuyện thiện, một vị tu sĩ nổi tiếng pháp học pháp hành cao siêu, nhưng mà có những cái trường hợp, ví dụ như người trở lại ngài Chan Cha, khi mà ngài phải đi mổ mà cái não trên óc đó, ngài yêu cầu bác sĩ dùng thuốc tê chứ không dùng thuốc mê, ngài sợ rằng ngài nếu mà ngài phải ra đi trong cái lúc mà nó mổ vậy thì ngài không có chấp nhận nổi cái cảnh giới mà ngài bị có thể bị người ta lo xa đến như vậy. Thì trở lại qua những cái kinh nghiệm đó, đương nhiên không phải là kinh nghiệm của bản thân mà là những cái điều mà đã từng được nghe như vậy, thì trong trường hợp này của chú là 2 tháng mà chú mở mắt ra mà chú không biết thời gian nó ở đâu, không biết mình ở đâu, và không biết rằng nó đã 2 tháng rồi trôi qua, thì nguyên cái khoảng thời gian đó thực sự nếu mà chú đã đi mà theo như người em nói là nếu mà 3 ngày, nếu đã đi thì phải đi, đã đi trong 3 ngày rồi đó, thì mà nếu mà là cái trạng thái mà cái số nó, cái ngọn đèn nó là đã hết sáp, hoặc là cái tim nó đã hết, hoặc là cả hai đó, tức là cái trạng thái ra đi đúng như lại nghiệp lực và nghiệp quả đó, thì chú sẽ rất đây là mình, đương nhiên mình không có kinh nghiệm, mình không có nói cái gì chắc, nhưng mà đó là một cái trạng thái thích hợp cho cái bài này hôm nay chúng ta học. Còn cái trường hợp của chú không thấy gì và bây giờ chú vẫn còn ngồi đây sờ sờ, là rõ ràng là cái nghiệp lực của chú chưa hết, tuổi thọ chưa hết, nghiệp nó chưa hết, cho nên bây giờ chú còn ở đây và chia sẻ. Đó là chắc có lẽ là lý do mà tại sao những cái cảnh tướng, những cái cảnh nghiệp tướng, cảnh đối tướng nó không có hiện bài đó với chú. Dạ, ý thức tới đây rồi cũng xin chia sẻ cái gọi là cái quan sát gì vậy thôi, chứ không phải là kinh nghiệm. Dạ, đưa mic lại. Hello, đây là cái chi tiết quan trọng này, cũng quan trọng lắm. Lúc mà mở mắt ra là mình biết mình dồn một chung thân thể mình đó. Ok, thì lúc mà mở mắt thì thấy người ta hỏi, ôi nó mở mắt ra rồi, mở mắt rồi. Ok, nhưng mà lúc đó cái tâm, cái tư tưởng đó, cái tư tưởng là không có đắm líu tài sản, không có đắm líu rồi, nhưng mà nói là nhớ là ô mình có giữ giới, mình có bố thí cho chư tăng, là chùa chiền là mình có, thì cái tâm sung mãn lắm. Nhưng mà lúc đó theo cái hơi thở đó nó gắt dài vô nhau, không có thể đếm được, nó nhanh lắm, tại lúc đó thở rất là khó thở, nên dài vô nhanh lắm. Hồi trước hành thiền với ngài Kim Chiều á, cái hơi thở vô biết vô rồi dứt, cái hơi thở biết dứt, rồi bắt đầu thở ra, biết hơi thở ra rồi dứt. Trong lúc mà dứt cái hơi thở ra thì cái khoảng trống mình biết thấy rõ ràng cái khoảng trống, nhưng mà lúc mà nằm bên viện thì thở vô không thể nói là thở vô thở ra, nhưng mà một thời gian rồi cỡ vài ba ngày thì nói là thở biết thở ra, thở vô biết thở vô vậy thôi à. Nhưng mà lúc đó không muốn nghe cái gì chứ,
không muốn nghe ai nói gì đó. Tập trung nhắm mắt lại là biết thở ra theo cái hơi thở mình tập cái tư tưởng đó, cái tâm đó, theo dõi ngay cái mũi đó, thở ra biết thở ra thở vô biết thở vô thôi chứ không có biết chừng lúc đó không có để ý là hơi thở nóng lạnh không có để ý nữa, nhưng mà thời gian sau thì thấy biết cái hơi thở nó dài á thì mới thấy là thở ra lúc nó dài thở vô nó cũng dài đó, nên ra lúc đó mới biết đó. Nên những chi tiết đó là rất quan trọng đối với châu tại mình có hành thiền là mình biết cái vụ đó. Mình thở ra biết nó thở ra dài hay là thở ra vô biết thở vô dài, chứ không có hai thở không giống nhau được, thể nó ra nó dài hay là nó vô cái ngắn à đó, nên ra cái tiết đó là dạ đúng là thở máy, thở bằng máy, nhưng mà lúc thở máy thở máy chứ, nhưng mà cũng như về với thở cũng về thở, bây giờ cũng như bây giờ chẳng hạn bây giờ không thở máy nữa nè, ở đây, trong lúc này không thở máy nữa, nhưng mà mình cũng biết là cái thở theo cái hơi thở nằm xuống ngủ theo hơi thở biết ra vô ra đồ, nhưng mà nó không thể như ngày trước ngày giác chánh không ngày ngày giác ở giác chánh á nói là nói cái câu thường thường ngày vậy gọi là gì, thở ra biết thở ra thở vô biết thở vô, cảm giác toàn thân thở ra giác từ thân thở vô, không có thể nào nữa. Bây giờ cái hơi thở đó nó không có thể nhanh có chậm vậy được, nên mình hơi thở rất là nhanh, nhưng mà biết vô dài hay ngắn, vô ngắn dài hay ngắn hay dài biết, rồi biết cái hơi thở lúc mà nó chấp hết cái hơi thở đó mình vẫn biết là cái hơi thở này nó trống nè, cái lúc này không có thở nè đó, nên ra cho nói cho ý kiến là mình phải nói những chi tiết đó để gì trong đầu cho để mà giúp đỡ mình phải nói hết cái sự. Dạ, nhưng con mong tất cả là chư thiên hữu với chư tăng giúp con. Dạ. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, bây giờ Quỳnh Như thấy là cũng trễ lắm rồi. Hôm nay học hay quá phải không cả nhà? Không có ai muốn đi ra luôn. Rất là hay. Ước gì mình có thêm một tiếng nữa. Thôi mình dời cái giờ bàn luận này qua cái tuần sau ha. Cái tuần sau còn có nhiều cái khá rất là hay nữa. Và Nguyên Như thấy, thôi Nguyên Như cho Nguyên Như một phút đi. Nguyên Như có lôi ra được cái bài là nghiệp và quả của nghiệp của Tỳ Khưu Hộ Pháp đó. Thì như vậy đó, Ngài có nói là khi mà mình có cái đầu tiên là mạnh nhất thì sẽ có là cái cực trọng nghiệp. Thì cái cực trọng nghiệp đó giống như một cái chuồng bò. Cái con bò nào mà nó mạnh nhất á, thì tự nhiên á, nó cái khuynh hướng nó sẽ nó tông ra ngoài, nó đi ra ngoài cửa. Khi mà cái cửa mở, nó mạnh nhất, nó bự nhất, nó sẽ đi ra trước. Và nếu mà cái con bò nó không có ở đó đó, thì cái con bò nào gần cửa nhất thì sẽ đi ra trước. Thì cái con bò gần cửa đó nó chính là cận tử nghiệp đó cả nhà. Rồi nếu mà không có những cái con mà gần cửa nữa, con nào cũng xa cửa đó, thì cái tiếp tục, cái loại tiếp tục nó sẽ cho cái quả của kiếp kế tới chính là cái loại nghiệp thường hành. Tức là mỗi ngày mình làm cái gì, mình tụng kinh, ngồi thiền, mình bố thí cúng dường gì đó, thì cái loại nghiệp đó nó sẽ đi ra tới kế tiếp cái cận tử nghiệp. Và cái cuối cùng là nếu mà không có những ba loại kia đó, thì cái loại thường thôi, nó yếu hơn ba loại trên, là những cái nghiệp nào mà mình tạo trong kiếp hiện tại, hoặc là những cái nghiệp nào mà mình tạo trong những kiếp tương lai, nó cơ hội làm cho quả tái sanh kiếp sau. Thì cái đó là bốn loại nghiệp mà nó theo thứ tự đó. Có nghĩa là thứ nhất là trọng yếu nghiệp, thứ hai là nghiệp cận tử, thứ ba là nghiệp thường hành, và thứ tư là cái loại thường, là cái nghiệp thường hành của mình làm đó. Thì cái đó là cái thứ tự mà nó theo trong cái bài mà nghiệp và quả của Tỳ Khưu Hậu Pháp. Dạ, cái đó là Nguyên Như thấy. Thì quý vị cũng có thể mà nghiên cứu thêm ha, rồi kỳ sau mình vô mình bàn tiếp. Hôm nay Ngọc học hay quá cả nhà ha, Nguyên Như rất là xa thú luôn. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể hồi hướng sau khi chư tăng ạ. Dạ, con xin xuống mít, con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, mô Phật, xa thú Nguyên Như, xa thú đạo tràng. Dạ, thưa anh Châu Phan, theo sư biết ở trong cái quyển ví dụ pháp tốt yếu của sư Đức Tài đó, khi mà cái chết đó, nó đến với mình đó, thì nó hiện ra hai
đó là tâm ý và cảnh. Ví dụ cái cảnh đó là cảnh người, cảnh người thiện, cảnh người mình thương hay là người mình ghét, hay là cảnh thú hay là cảnh trời. Cái đó là cái cảnh thấy. Còn cái thứ hai là tâm ý, tâm thiện hay tâm bất thiện. Đó, nếu mà cái cận tứ nghiệp của mình á, mà nó sanh ra thì nhớ nó có hai cái ha. Một cái là cái cảnh thấy, cái hình ảnh đó, hình ảnh thiện hay hình ảnh bất thiện. Cái thứ hai là tâm thiện hay tâm bất thiện. Thì dựa vào cái đó là dạ, mô Phật Bhagava tu sắp pa măng ca lăng rắc khanh tu sắp pa đề quá ta sắp pa buddha nu ba về nạ sa đà xót thị bao quanh tu tê bao qua tu sắp pa măng ca lăng rắc khanh tu sắp pa đề quá ta sắp pa đầm mà nu ba về nạ sa đà xót thị bao quanh tu tê bao qua tu sắp pa măng ca lăng rắc khanh tu sắp pa đề quá ta sắp pa sang gà nu ba về nạ sa đà xót thị bao quanh tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, kính cảm ơn Nguyên Như đã chia sẻ bài học ngày hôm nay, rất là hoan hỷ ạ. Dạ, kính cảm ơn chú Châu Phan, sư Huynh Lý, rồi Xích Hà. Dạ, đã mỗi người đã cùng chia sẻ để bài học hôm nay mọi người có thể hiểu rõ hơn. Và con chúc chú Châu Phan sớm mau bình phục, mau mạnh khỏe ạ. Và sau đây con kính mời tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni tu be ka re po thi ka re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so ting ka ro te ta vi ha ra man da le te ra cha mat cha na wa ka cha fit ka wo sa ra mi ka da na ba na ba ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sap pa na phu ta su khi ta pha wan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo ba ba ti ta ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sap pe bi duk kha sa ka ron tu sang ka yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha puk ga la sang kho ho tu sa mak go wa at tha ya cha hi ta ya cha am he rak kha tu sak tham mo sap be pi tham ma cha ri no wu tin sam pa pu ne ya ma tham ma ri yap ba we di te. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến chú Châu Phan để chú sớm bình phục và sớm mạnh khỏe trở lại bình thường hết chú. Và sau con xin chia phước này đến em của con là Quốc Trần và sơ, hy vọng em sớm bình phục. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, tu tinh tấn không giải đại,
nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã đến chúc phúc và đến với đạo tràng tham gia bài học tụi con ôn pháp ngày hôm nay. Dạ kính cảm ơn Sức Nguyên Như đã bỏ thời gian của mình để tìm bài để chia sẻ Phật pháp với đạo tràng. Kính cảm ơn quý cô chú đã đến với đạo tràng. Và ngày mai sẽ là ngày thứ năm bên Mỹ. Và con kính mời quý cô chú trở lại Zoom vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 8 giờ sáng giờ Việt Nam. Và con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng ạ. Dạ, kính này đạo tràng. Dạ con xin chính mít ạ.